Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Hờ Nã Ông ở Buôn Pa, xã Đắc Phơi, huyện Lắc, đồng chí Hở Kim Hoa Buôn Giá ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh đóng góp của mẹ Việt Nam anh hùng Hờ Nã Ông và gia đình, đồng thời mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí chúc mẹ và gia đình sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Tại xã Đắc Liêng, huyện Lắc, đồng chí Hở Kim Hoa Buôn Giá ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và động viên các hộ nghèo nỗ lực vượt qua khó khăn để đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn. Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao để nhân dân vui xuân đón Tết. Dịp này đoàn đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo tại đây với tổng giá trị gần 50 triệu đồng do Ban Dân vận tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh huy động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh. Nhân đây, đoàn cũng đến thăm tặng quần áo cho các em học sinh trường tiểu học Y Ngông Nia Cơ Đăm, xã Đắc Nuê, huyện Lắc, một trong những ngôi trường khó khăn nhất của huyện Lắc.